khá nguy hiểm và bóng lên lưới, vào lưới của Bùi Tấn Trường. Khá nguy hiểm và bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội của Thành Trung, tính chất quyết liệt của một trận đấu quan trọng. Và có thành công hay không? Đó là bàn thắng thứ hai. Thành Trung cuối cùng cũng đã có thể ghi bàn. Tỷ số là 2-0 cho Hà Nội. Cú đã đau vào. Đó là Thành Trung, tỷ số được cân bằng 1-0. Khá nguy hiểm và bóng lên lưới, vào lưới của Bùi Tấn Trường, bàn thắng sang bằng tỷ số 2-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Lần duy nhất ở trong hiệp 2 này, hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương mắc sai lầm. Và đó là thần tài Nguyễn Thành Trung. Lại là Nguyễn Thành Trung, người được đưa vào sân với chiều cao của mình để cố gắng tận dụng những tiếng bóng bổng. Và bây giờ thì Thành Trung đã tận dụng tốt tình huống phối hợp 0-2 giữa hàng phòng ngự và thủ môn Bùi Tấn Trường, đánh đầu ghi bàn vào lưới trống giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có lẽ là đã thoát khỏi được một trận thua đầu tiên trong mùa giải năm nay. Quá vất vả dành cho họ. Và có thể hiểu được sự tiếc nuối của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ khi họ để lọt lưới bàn thua vừa rồi. Thành Trung đưa vào là để tận dụng những tình huống như thế này. Nhưng cộng thêm một chút may mắn nữa thì anh mới có được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải. Khá nguy hiểm và bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Đó là Thành Trung. Bàn thắng đầu tiên dành cho câu lạc bộ Hà Nội ở trong trận đấu này. Và Thành Trung có một pha đánh đầu ngược rất tốt, đánh bại thủ môn Ngô Xuân Sơn, bật cao hơn tất cả. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú này. Trương Văn Thiết là người đã không thể theo kèm đối với Thành Trung. Thời hạn 1 năm và chưa rõ là tương lai có còn tiếp tục gắn bó với đội bóng này hay không. Trong khi đó thì Phí Minh Long, cái tên tưởng như đã bị lãng quên, đã tiếp tục được dàn hợp đồng 3 năm và càng có thêm động lực để thể hiện mình. Đây là pha va chạm giữa Thành Trung và Phi Sơn. Trọng tài vừa rồi đã thổi phạt với tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Máu đã đổ trên gương mặt của Thành Trung, tính chất quyết liệt của một trận đấu quan trọng. Một chiếc thẻ vàng dành cho Thành Trung. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha va chạm đã dẫn tới chấn thương của Thành Trung. Có thẻ phạt dành cho cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội để kết thúc trận đấu này. Và có thành công hay không? Đó là bàn thắng thứ hai. Thành Trung cuối cùng cũng đã có thể ghi bàn. Tỷ số là 2-0 cho Hà Nội. Và đó cũng là cái kết cho trận đấu này. Và đợi đến những phút đá bù giờ của hiệp 2, Thành Trung mới có thể ghi bàn. Và đó là một pha dứt điểm rõ ràng là khó hơn nhiều với cái cách mà anh đã đá bóng lên trời ở tiếng bỏ lỡ trước đó. Nhưng không sao cả, cuối cùng thì Thành Trung cũng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trước đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một nụ cười rất tươi và rất hài hước khi chứng kiến người học trò của mình bỏ lỡ cơ hội. Còn bây giờ thì chính anh bằng một cú vẩy má ngoài đã có thể tự mình ghi bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng là có nhiều sự thử nghiệm đã được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thực hiện trong một trận đấu quá dễ dàng như thế này. Giải pháp sử dụng Thành Trung cho vị trí trung phong, một giải pháp không phải là lần đầu tiên mà chúng ta được chứng kiến. Cú đã đau vào. Đó là Thành Trung, tỷ số được cân bằng 1-0. Đó là những gì mà tất cả chúng ta đang chờ đợi trong hơn 60 phút vừa qua của trận đấu. Niềm tin đã trở lại trên các khán đài và với toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như trong hiệp 1 chúng ta có rất nhiều những tình huống phạt góc không mang lại hiệu quả, thì ở lần này bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội Hùng Dũng và Thành Trung đã mang về vàng gỡ hòa 1-0. Một thời điểm hết sức quan trọng để đội tuyển U23 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Bây giờ thì chắc chắn rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang sống dậy
sự hy vọng, niềm tin